Sau hàng loạt phản ánh của phụ huynh và giáo viên về sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới nặng so với khả năng tiếp nhận của học sinh lớp 1, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo 24 quận huyện, các trường tiểu học phải xác định rõ chương trình giáo dục phổ thông mới là cơ hội đổi mới giáo dục toàn diện, vì vậy cần tranh thủ mọi nguồn lực nắm bắt cơ hội để vượt qua khó khăn. Sau mỗi tiết dạy, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố yêu cầu mỗi giáo viên rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy, khuyến khích giáo viên làm nhật ký giảng dạy để ghi nhận những vấn đề còn vướng mắc khó khăn khi thực hiện chương trình để báo cáo với các cấp quản lý, đồng thời chuyển cho các nhà xuất bản để điều chỉnh sách giáo khoa cho phù hợp khi tái bản. Dự kiến kết thúc giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, qua đó rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình sách giáo khoa và công tác tổ chức dạy học. Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên cả nước áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1. Trái với đa số môn học khác được giảm nhẹ, thì tiếng Việt lại được nhiều ý kiến phản ánh nặng hơn so với chương trình cũ. Điều này không chỉ khiến học sinh, phụ huynh lo lắng mà nhiều trường cũng phải bổ sung thêm tiết cho môn học này. Tròn một tháng con vào lớp 1 cũng là một tháng chị An phải kèm con học. Chị cho biết chương trình tiếng Việt mới khá nặng khi con đã phải học lớp vần. Thường là muốn là con là mỗi ngày đi học là một ngày vui, nhưng mà với các bạn ý thì khi mà tiếp nhận nhiều cái kiến thức quá như thế thì các bạn ấy cũng chưa làm quen, bản thân bố mẹ cũng phải làm quen, cũng phải hỗ trợ con rất là nhiều. Chương trình mới nặng hơn so với chương trình cũ không chỉ là băn khoăn của phụ huynh mà cũng là nhận định của nhiều trường. Bởi lẽ nếu chương trình tiếng Việt lớp 1 cũ yêu cầu hết lớp 1, học sinh đọc được 30 tiếng một phút và viết 30 từ trong 15 phút, thì chương trình tiếng Việt mới chuẩn này được nâng lên là 50 tiếng. Nhiều trường phải tăng tiết cho môn học này để đảm bảo tiến độ. So với chương trình cũ thì nặng là nặng về cái mặt các con rèn kỹ năng viết nhiều hơn và kỹ năng đọc hiểu nhiều hơn. Tại vì ngay từ ở tuần 6 là các con phải đọc hết được những cái bài tập ở trong vở bài tập tiếng Việt thì các con mới làm được. Và các con để viết lại được những cái mà các con hiểu vào phía dưới phần bài tập. Cái đó là cái nặng so với chương trình cũ ạ. Lý giải về điều này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đơn cử môn tiếng Việt về mặt kiến thức không cao hơn so với chương trình hiện hành, song thời lượng được điều chỉnh từ 350 tiết lên 420 tiết. Chính vì thế, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc nhận định chương trình nặng từ những tuần đầu là chưa đủ căn cứ xác đáng. Trong chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo có đưa ra một mục, một cái nội dung bắt buộc mà khác với chương trình hiện hành lần trước, đó là có sự phát triển điều chỉnh chương trình trong quá trình thực hiện. Như thế có nghĩa trong quá trình triển khai chương trình, Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe phản biện những cái việc phát sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường phân bố hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.